Quỳnh Hoa xin chào quý anh chị. Ghế hội trường Evo 6605 có đệm tựa lưng và đệm ngồi làm bằng mút đúc bọc vải nỉ sang trọng, giúp hội trường của quý anh chị chinh phục được mọi khách mời dù là khó tính nhất. Giới thiệu sản phẩm: cung chân của Evo 6605 được bằng thép sơn tĩnh viền màu đen, đệm tựa làm bằng mút đúc bọc vải màu theo chỉ định, ốp đệm tựa lưng và đệm ngồi bằng nhựa cao cấp, ốp tay ghế bằng gỗ tự nhiên, vách ốp gỗ bọc vải, đệm có thể lật lên khi không sử dụng. Hình ảnh thực tế. Tại sao nên chọn nội thất GSC Việt Nam? GSC Việt Nam là doanh nghiệp gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành nội thất hội trường, là đơn vị thi công dự án trên 1.000 ghế hội trường và ghế rạp chiếu phim, cung cấp đa dạng mẫu ghế hội trường, ghế xem phim nhất. Doanh nghiệp sở hữu showroom ghế hội trường lớn nhất miền Bắc. Thông tin liên hệ GSC Việt Nam: Hotline 02462811855, Website www.gscvietnam.com. Cảm ơn đã theo dõi. Quỳnh Hoa xin chào và hẹn gặp lại.